Escape 3 nó chỉ có tổng cộng 300 chữ thôi mà còn thấy nhiều. Thì các bạn tưởng tượng khi mà lên thang Escape 4, từ vựng nó lên tới 600 chữ thì làm sao các bạn học kịp nếu các bạn để tới cuối cùng học bạc đầu luôn, không biết là thuộc chưa. Tâm cứ vô ngồi học tiếng Hoa là Tâm nhớ tới tiếng Pháp, và Tâm ngồi học tiếng Pháp là Tâm nhớ tới tiếng Hoa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ngọc Thanh Tâm Official, cảm ơn các bạn đã lựa chọn video này dưới ngay cái video ngoài kia. Hôm nay mặt Tâm hơi mập một chút bởi vì là Tâm đang bị dị ứng, bị kích ứng rồi bị lột da đủ thứ hết, cho nên là Tâm không có makeup được. Cho nên hôm nay nếu các bạn có thấy mà Tâm hơi nhợt nhạt hơn bình thường thì các bạn thông cảm nha. Đợt vừa rồi Tâm có đăng lên Instagram là các bạn muốn hỏi Tâm những câu hỏi nào liên quan tới học ngôn ngữ. Thì trong video ngày hôm nay Tâm sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất có thể nha. Những cái điều mà Tâm chia sẻ trong video này là những cái trải nghiệm cá nhân cũng như là những cái kinh nghiệm Tâm đúc kết được từ những ngày đầu tiên học cho đến ngày hôm nay. Nếu các bạn có những cái idea nào hay hơn, các bạn nhớ để lại comment cho Tâm biết nha. Thì với những cái comment như vậy thì mình kiểu sẽ có những cái discuss để cho mình sẽ có nhiều cách học nó hiệu quả hơn. Tâm nghĩ là chắc các bạn sẽ quan tâm tới IELTS nhiều nhất đúng không? Nên Tâm sẽ trả lời những câu hỏi nào liên quan tới IELTS và tiếng Anh trước nha. Có bạn hỏi là tiếp luyện IELTS đi chị yêu. Chị ơi, chị em cách tự học tiếng Anh đi ạ. Anh ước nếu tự học IELTS thì có được không và học như thế nào? Hai câu này nó tương tự nhau cho nên là Tâm sẽ trả lời chung nha. Thì thực ra nói thiệt với các bạn là Tâm đã thi IELTS rồi, nhưng mà thực sự là Tâm không có luyện gì quá nhiều. Bởi vì là Tâm đã học trường quốc tế từ nhỏ cho nên là cái tiếng Anh nó đã thành một cái gì đó nó bản năng đối với Tâm rồi. Cái điều mà Tâm phát hiện ra được chính là khi các bạn đi thi, nó không phải là các bạn có cái kỹ năng tiếng Anh gì, mà các bạn phải biết được cái cách thi như thế nào và cái bài thi như thế nào. Thì đúng là nó sẽ thể hiện cái kỹ năng ngoại ngữ của các bạn, nhưng mà cái phần nhiều nữa đó chính là các bạn phải biết cái kỹ năng đi thi. Chứ nếu mà các bạn tiếng Anh rất giỏi hoặc là bất kỳ ngoại ngữ nào rất giỏi mà các bạn đi vào thi mà các bạn không biết trong bài thi có cái gì, có thể các bạn cũng sẽ có những cái điểm rất là thấp chứ không có cao đâu. Đây là một cái làm cho Tâm cũng hơi bị suy nghĩ, bởi vì Tâm cảm thấy là những cái bằng ngoại ngữ có vẻ như nó không có phản ánh quá đúng 100% cái kỹ năng các bạn có, mà nó hầu hết là nó liên quan tới kiểu học tài thi phận. Ai mà luyện thi nhiều hơn thì người đó có khả năng điểm cao hơn vậy đó. Thì mặc dù Tâm không cần phải luyện kỹ năng tiếng Anh để đi thi IELTS, nhưng mà Tâm phải luyện là trong cái bài thi đó cần mình làm cái gì và mình phải cần những kỹ năng nào để mình có thể làm bài được tốt nhất. Thì ví dụ trong cái phần listening đi ha, thì các bạn phải biết cách gọi là nghe và có thể ghi nhớ. Nếu các bạn không ghi nhớ được thì các bạn phải biết cách để mà take note. Có nó có quá nhiều thông tin mà các bạn không kịp ghi xuống trong cái bài thi á, thì nó trôi qua một lần như vậy thì các bạn sẽ bị lỡ mất những cái phần điền vào thì nó rất là uổng. Các bạn phải cần gọi là làm thử những cái bài thi nhiều vô, thì như vậy các bạn luyện cái nhạy hơn với cái bài thi á. Đọc thì thật ra Tâm cảm thấy bài đọc cũng khá ok, khá dễ chứ không phải là quá khó đâu, bởi vì là ít nhiều gì các bạn cũng có cái bài thi trước mặt bạn á. Trước khi đi thi thì Tâm cũng có lên những cái kênh YouTube và Tâm xem những là cái kỹ năng đi thi nào mà Tâm nên có. Cái này là thường thôi nha, chứ không phải là lúc nào cũng như vậy. Cái bài đọc á, cái câu hỏi nó sẽ thường nó chạy theo bài đọc. Tức là ví dụ là đoạn 1 thì thường nó sẽ có những câu hỏi ở phía trên, rồi đoạn 2 thì là sau đó nó sẽ có những cái câu hỏi tiếp theo như vậy. Một cách để mà các bạn có thể đọc để mà không có bị rối đó chính là các bạn đọc từng phần. Thì khi các bạn đọc từng phần xong rồi các bạn nhìn vào bảng câu hỏi á, thì các bạn dựa trên nó các bạn trả lời như vậy thì các bạn sẽ đỡ bị rối hơn. Cách thứ hai đó chính là nó có những cái câu hỏi liên quan tới có nhắc trong bài hay không, không nhắc trong bài hay là nhắc sai á. Cái mà không nhắc ở trong bài á đó chính là người ta không hề nhắc tới một cái gì, một cái ý nào liên quan tới cái câu nói đó luôn, thì các bạn nhớ phải ghi đó chính là not mentioned nha. Chứ còn khi mà nó có nói một cái ý nào đó mà các bạn cảm thấy nó không có đúng 100% thì cái đó mới là false. Còn câu mà true thì tất nhiên là quá dễ hiểu rồi, thì nhắc ở trong bài thì các bạn chỉ cần đánh là true thôi. Kỹ năng đi thi mà Tâm thiếu đó chính là kỹ năng writing, tại vì là Tâm không có đi học, Tâm không có đi luyện IELTS mà Tâm chỉ có gọi là đăng ký đi thi thôi, cho nên là cái kỹ năng viết của Tâm trong cái phần thi này là không có tốt, cái điểm cũng không có cao. Thì đây cũng là cái Tâm cũng muốn chia sẻ với các bạn, chính là nếu các bạn muốn có một cái điểm writing cao á thì các bạn cần phải luyện. Các bạn sẽ có kỹ năng viết khi các bạn viết nhiều đúng không? Còn Tâm là đã từ khi Tâm tốt nghiệp tới giờ Tâm đã không có viết những cái bài nào mà quá dài rồi, cho nên là ít nhiều là cái kỹ năng mà viết văn của mình nó cũng bị ảnh hưởng á. Cho nên là cái bài văn nó làm ảnh hưởng tới cái điểm IELTS của Tâm. Tiếp theo là cái phần speaking cũng như vậy, các bạn cũng phải có một cái kỹ năng đi thi. Các bạn phải biết được là nó có một cái barrier điểm á, thì các bạn phải check xem thử là cái phần điểm mà các bạn muốn á là các bạn là cần phải làm cái gì, thì các bạn sẽ làm theo như vậy. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên hỏi những thầy cô giáo để có thể giúp bạn là ok, người ta nói như vậy trong cái barrier điểm này là cái gì vậy thầy, là cái gì vậy cô, thì thầy cô của bạn sẽ nói cho các bạn được, nó giải thích cho các bạn được dễ hơn. Bởi vì là Tâm không đi học cho nên là Tâm không thể nào mà Tâm nói quá sâu về những cái barrier điểm nó có cái gì. Tâm chỉ có thể chia sẻ đó chính là nó có cái barrier điểm, các bạn muốn biết được là mình phải viết như thế nào, nói như thế nào để mới có thể đạt được điểm cao á, thì bạn phải đọc rất kỹ cái barrier điểm đó. Bởi vì là chỉ cần là các bạn đang có những cái rất tốt ở trên cái barrier điểm cao mà tự
nhiên nó có một cái đoạn nào đó nó bị điểm thấp xuống phía dưới chẳng hạn, là chẳng may các bạn không sử dụng nhiều cấu trúc câu hay là cái gì đó thì chẳng may nó rớt xuống những cái điểm thấp á, thì khi mà cộng điểm lại total á thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Phải nhấn mạnh một lần nữa với các bạn chính là các bạn phải đọc cái 3 đêm điểm thật là kỹ vô. Nói về tự học IELTS có tự học được hay không thì Tâm tin á là nếu mà mình muốn thì mình có thể tự học tất cả mọi thứ, nhưng mà Tâm thực sự vẫn khuyên các bạn là nên đi tìm đến trung tâm, bởi vì có rất là nhiều lý do. Một, trung tâm họ sẽ có cách dạy, họ sẽ có kinh nghiệm, họ chia sẻ hết gọi là những cái mà tinh túy nhất á, bởi vì là họ đã trải qua quá nhiều cái lớp học sinh rồi nên họ biết là ok em phải như thế nào thì mới có thể có được điểm cao. Tâm nghĩ là các bạn vẫn nên đến trung tâm vì cái điều đó. Cái này là một cái điều thực tế và mình phải chấp nhận, đó chính là khi mà mình tự học á là mình phải có một cái sự nỗ lực và một cái sự quyết tâm rất cao, hoặc không thì mình sẽ rất là lùi và mình sẽ bỏ cuộc liền ngay lập tức. Cho nên khi mà các bạn đi học trung tâm á thì ít nhiều gì các bạn sẽ có một cái người khác thúc đẩy bạn. Tâm nghĩ là các bạn cũng sẽ có bài tập, cũng sợ thầy cô mà đúng không, nên mình cũng sẽ cố gắng mình học hơn. Rồi thêm nữa là khi mà các bạn ở trong lớp á thì ít nhiều gì mình cũng sẽ có gọi là một sự cạnh tranh với những người bạn trong lớp á. Thì như vậy các bạn sẽ có một động lực hơn, bởi vì các bạn cũng phải kiểu ok mình phải làm bài tốt hơn các bạn bên cạnh, ví dụ như vậy. Thì như vậy nó tốt hơn cái việc mà các bạn tự học ở nhà. IELTS của chị là bao nhiêu thế ạ? Chia sẻ tips học đạt điểm cao đi ạ. Đó thì là cái tip Tâm mới vừa chia sẻ rồi nha. Còn ở điểm IELTS của Tâm là Tâm được 8 chấm. Và breakdown nó chính là listening là được 8 nè, reading là được 9, writing là được 6.5 và speaking là 7.5. Cái điểm writing làm cho chị cũng hơi bị sốc, nhưng mà không có quá sốc bằng cái điểm speaking, bởi vì chị nghĩ là chị nói khá tốt. Ok, 7.5 cũng không phải là tệ, nhưng mà tại vì là chị tưởng là chị có thể đạt điểm cao hơn. Một lần nữa là bởi vì cái 3 đêm điểm có thể là chị không sử dụng đủ từ phong phú hay làm cái gì đó thì chị không rõ, nhưng mà nó làm cho cái điểm của chị nó hơi tụt. Nhưng mà cái điểm reading là điểm mà chị hơi bất ngờ, bởi vì là 9 chấm là coi như là chị trả lời coi như là gần full điểm rồi đó. Và listening là 8 chấm thì cũng ok. Thì là overall chị được 8 chấm. Cách tập trung nhiều hơn về ngoại ngữ và cải thiện kỹ năng speaking. Chị nghĩ là bất kỳ ngôn ngữ nào, speaking nó liên quan tới cái phản xạ tự nhiên. Mà muốn có phản xạ tự nhiên thì phải tập nhiều. Đúng là khi mà mình học một ngôn ngữ nào mới thì cái khó nhất đó chính là tìm được một người, tìm được cái môi trường mà mình tập. Đây là cách kinh nghiệm của chị nha, đó chính là khi mà bạn tìm được một người nào mà nói cái ngôn ngữ bạn đang học á thì bạn cố gắng sử dụng cái ngôn ngữ đó để nói chuyện với người ta. Thì đúng là ok, có thể mình sẽ hơi ngại là ok tại vì cái tiếng của mình nó chưa có tốt với người ta, rồi sợ mất công người ta cười, nhưng mà thực ra các bạn, người ta sẽ sửa với bạn. Những cái mà người ta sửa với bạn khi các bạn luyện nói với người ta là bạn sẽ nhớ hoài những cái lỗi đó luôn á. Mà là mạnh dạn lên, không sao hết trơn á, bởi vì là mình đang học mà, thì cái người mà nói chuyện với mình họ cũng hiểu điều đó. Tâm nghĩ là họ cũng sẽ hỗ trợ mình để mình có thể nói chuyện với người ta một cách tốt nhất thôi. Tiếng Anh thì dễ rồi, nhiều người nói tiếng Anh thì nó sẽ rất là dễ, nhưng mà có những ngôn ngữ khác rất là khó, ví dụ là những cái ngôn ngữ như là tiếng Trung, tiếng Pháp này nọ thì hơi khó để mà tìm một cái môi trường cũng như là một cái bạn nào để mình có thể nói chuyện hoài được. Nhưng mà khi các bạn tìm được thì hãy ráng cố gắng sử dụng cái ngôn ngữ đó nói chuyện với người ta, thì như vậy là các bạn sẽ thấy dần dần các bạn sẽ có cái phản xạ rất là tự nhiên. Động lực làm reading ạ, cái câu này chị không có hiểu. Bởi vì động lực làm reading là gì, Tâm thì Tâm chưa hiểu câu hỏi này lắm. Tại vì là khi mà làm reading là đâu có động lực đâu, mà chỉ là mình bị làm thôi mà. Tại vì vô trong cái bài thi đó là nó có cái phần đó thì mình phải làm thôi. Nếu mà nói các bạn hỏi Tâm về tip để mà làm bài reading á, thì Tâm lúc nãy có chia sẻ rồi, đó chính là các bạn có thể chia nhỏ từng cái đoạn một ra. Thì như vậy các bạn không bị rối. Đọc được một đoạn thì xong trả lời những câu hỏi đầu tiên. Các bạn đọc tới cái đoạn nào mà các bạn thấy là ồ, câu hỏi này nó có nhắc tới những cái mình mới vừa đọc thì các bạn vừa đọc vừa trả lời, như vậy thì nó sẽ làm cho các bạn đỡ rối hơn. Chị cho em xin tips ghi nhớ từ vựng hiệu quả mấy ngôn ngữ như Hàn, Trung, Nhật được không ạ? Chị có thể chỉ em cách học từ vựng tiếng Anh mà nhớ lâu được không ạ? Chị có tip nào giúp dễ thuộc cái từ vựng mới không ạ? Cách ghi nhớ từ vựng ạ? Ok, thì đúng là từ vựng là cái mà Tâm nghĩ là một trong những cái quan trọng nhất của ngôn ngữ luôn á. Các bạn có thể nói sang ngữ Pháp, người ta vẫn có thể hiểu bạn, nhưng nếu các bạn không đủ từ để miêu tả thì là sẽ không ai hiểu được bạn cả. Cho nên là cái từ vựng là cái Tâm thấy nó siêu gọi là siêu quan trọng mà cũng là siêu khó học, bởi vì là nó có quá nhiều đi. Đúng là Tâm hiểu là vì sao nó khó. Thì một trong những cái cách của Tâm đó chính là Tâm có những cái flashcard như vậy. Thì các bạn lên những cái trang thương mại điện tử nó nhiều lắm, thì Tâm mua những cái như vậy nè các bạn, những cái flashcard như vậy nè, thì Tâm viết vô để Tâm học. Ví như là những cái này là Tâm viết tiếng Hoa đi, đây ví dụ đây đó, Tâm viết tiếng Hoa. Thì là một mặt Tâm sẽ viết chữ Hoa và một mặt đằng sau thì Tâm viết pinyin và cái nghĩa của nó. Tâm cứ làm như vậy đó. Bây giờ tiếng Hoa của Tâm đã có rất là nhiều những cái flashcard này, Tâm đã có rất là nhiều cái sâu này rồi. Đó, quá trời luôn. Đó, đây nữa. Đây nữa, tại vì là Tâm đã học tới HSK4 rồi, cho nên là cái kho từ vựng nó rất là nhiều. Thì cách mà Tâm học từ vựng đó chính là: một, mua những cái này về, viết lên. Cái thứ hai,
đó chính là học từ từ. Các bạn đừng có gom hết tới khi mà cần đi thi các bạn mới học từ vựng nha. Thì như vậy các bạn học chết luôn á, học rất là lâu và nó rất là mệt. Tâm rút kinh nghiệm cái điều này từ khi Tâm học thi HSK3. Lúc đó Tâm đợi tới cái gần ngày mà Tâm đi thi, Tâm bắt đầu Tâm học từ vựng á. Lúc đó thì HSK3 nó chỉ có tổng cộng 300 chữ thôi mà còn thấy nhiều. Thì các bạn tưởng tượng khi mà lên HSK4, từ vựng nó lên tới 600 chữ thì làm sao các bạn học kịp nếu các bạn để tới cuối cùng học bạc đầu luôn, không biết là thuộc chưa. Cho nên là hiện tại bây giờ là Tâm đang vừa học, Tâm vừa học từ vựng luôn, để cho mình nhớ cái lượng mình học trải đều ra. Cách mà Tâm học đó chính là sau khi viết xong đúng không, thì Tâm tháo ra từng tờ một. Rồi, ví dụ ha, tháo ra từng tờ một như vậy, sau đó các bạn cứ cầm như vậy nè và các bạn xem thử các bạn biết từ gì không, và các bạn cứ lặp đi lặp lại vậy đó. Ví dụ các bạn cầm cái từ này lên, sau đó các bạn thấy là ok mình không biết từ này, các bạn nhìn cái chữ này các bạn ghi nhớ. Sau đó các bạn nhìn đằng sau thử ok, được coi thử từ này từ gì đã. Sau đó các bạn để cái từ mà bạn không nhớ ra một bên. Rồi ví dụ đi tiếp, các bạn biết từ này đi ha, thì các bạn đọc cái từ đó ra, đọc coi thử là mình đọc đúng chưa, phát âm chuẩn chưa. Nếu mà đúng á là ok, từ này bạn nhớ rồi. Các bạn để ra một cái chồng là từ mà mình nhớ, một chồng là những cái từ mà các bạn chưa nhớ, và một chồng là cái từ những các bạn đã nhớ rồi. Thì như vậy các bạn sẽ phân biệt, các bạn sẽ biết được là ok mình đã thuộc được bao nhiêu từ rồi. Và những cái từ nào mà các bạn chưa thuộc á, một hồi các bạn sẽ gom lại, các bạn làm lại từ đầu. Học từ vựng là gì? Đó chính là phải có một cái sự lặp lại. Thì các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy thì các bạn dần dần các bạn sẽ nhớ cái từ này vào trong cái đầu của bạn. Thì khi các bạn cầm cuộc cái sách mà các bạn chưa thuộc từ á, các bạn cứ chạy qua như vậy cho Tâm nha. Cô cầm từ này lên, mở ra coi sau coi đó là cái gì, ok rồi. Cầm này lên, mở ra sau coi đó là cái gì, rồi cất ra sau. Cầm cái này, mở ra sau coi thử nó là cái gì, rồi cất ra sau. Như vậy các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy, rồi tới khi các bạn chuẩn bị thi đúng không, các bạn bỏ hết những cái từ vựng mới vào trong một cái túi. Sau đó các bạn random các bạn bóc một cái từ ra và để các bạn xem thử là các bạn biết cái từ là từ gì hay không. Nếu các bạn vẫn cầm cái sách này để bạn học á, thì ít nhiều gì các bạn nhớ được cái vị trí của nó. Như vậy là cái đảo của bạn nó sẽ có một cái lập trình là ok, tới cái khúc đó là cái từ ở đó, thì nó sẽ không có thực sự là các bạn nhớ cái từ, mà các bạn chỉ nhớ cái thứ tự thôi. Cho nên là nếu các bạn muốn check thử xem các bạn có thực sự có nhớ từ đó hay không á, thì hãy làm random, nó sẽ tương tự giống khi đi thi hơn. Bởi vì khi đi thi các bạn đâu biết được là các bạn sẽ gặp cái từ đó lúc nào đâu, đúng không? Đây là cách Tâm học từ. Tâm nhớ như nó có một trang web gọi là Quizit gì đó, thì Tâm sẽ để cái tên ở đây cho các bạn tham khảo thử nha. Thì nó có rất là nhiều cái trang web ở trên mạng sẽ giúp cho các bạn kiểu chạy cái từ đó lại một lần nữa. Ví dụ có rất là nhiều cái trang mà người ta đã làm sẵn một cái bộ từ của IELTS chẳng hạn, hoặc là đã làm sẵn một cái bộ từ của HSK3 chẳng hạn, thì các bạn nên các bạn tìm và các bạn hãy vào những cái bài test của họ, các bạn test thử xem là mình nhớ được bao nhiêu từ. Và đó cũng là cách học từ đó. Thêm một cách nữa đó chính là làm bài tập. Thì khi mà các bạn làm bài tập cũng một lần nữa, đó là lặp đi lặp lại cái từ đó trong một cái ngữ cảnh hoặc là trong các dạng câu hỏi khác nhau, thì như vậy các bạn cũng gọi là chạy lại cái bảng từ vựng mà các bạn mới vừa học. Em muốn đi du học Trung Quốc thì nên tư vấn ở đâu ạ? Cái này thì Tâm thực sự là Tâm không chia sẻ được, tại vì Tâm không biết, cho nên là sorry, cái này thì Tâm không trả lời được nha, bởi vì Tâm chưa có nghiên cứu về vấn đề này. Có app nào học tốt các môn học trên trường và app học tốt các thứ tiếng khác nhau không chị Tâm? Yêu chị. Các môn học trên trường thì Tâm không rành. Tâm thấy là bây giờ có rất là nhiều cái app mà Tâm thấy mọi người hay xài là Elsa nè, Duolingo. Tâm thấy Duolingo là một cái app khá hay, bởi vì là các bạn muốn học ngôn ngữ nào là trên app đó cũng có hết. Ngoài Duolingo và Elsa thì Tâm thấy là hiện tại có rất là nhiều cái app học ngoại ngữ khác, cho nên các bạn thử tìm hiểu thử xem. Nhưng mà hiện tại Tâm nhớ được hai cái mà Tâm thấy khá tốt chính là Elsa và Duolingo. Chị có định học ngôn ngữ Hebrew không chị Tâm? Em thấy kênh YouTube Aleph with Beth dạy hay. Tâm không định học Hebrew, bởi vì là Tâm chỉ thích học những ngôn ngữ nào mà đông người nói thôi. Tức là ví dụ như là tiếng Trung Quốc là đứng thứ nhất thế giới về số lượng người nói nè. Tiếng Pháp mặc dù không phải là một trong những ngôn ngữ mà nhiều người nói nhất thế giới thôi, nhưng mà cũng khá nhiều nước nói, cho nên Tâm học tiếng Pháp. Học tiếng Anh online nên học trên app gì ạ? Đó thì Tâm mới vừa chia sẻ, đó là các bạn thử Duolingo và Elsa thử xem. Duolingo Tâm thử rồi, Tâm thấy nó cũng khá hay. Còn Elsa thì Tâm chưa, nhưng mà Tâm thấy bạn Tâm học nhiều lắm. Làm sao để giỏi tiếng Anh vậy chị? Cách học tiếng Anh hiệu quả của chị? Chị ơi, có cách nào có thể học tốt hơn không và học tốt các thứ tiếng không ạ? Em học mãi mà không vô não. Chị em với chị Tâm yêu. Làm thế nào để nói tiếng Anh chuẩn và hay như người bản ngữ vậy ạ? Học tiếng Anh bao lâu thì sẽ giao tiếp rành mạch nhất vậy chị? Học như thế nào để hiệu quả nhất vậy ạ? Những câu này có một cái ý chung, đó chính là học tốt tiếng Anh, làm sao để học tốt tiếng Anh và giao tiếp hiệu quả. Tâm có thể dựa vào kinh nghiệm học tiếng Pháp và tiếng Hoa của Tâm thôi nha. Bởi vì tiếng Anh của Tâm nó gần như là bản năng rồi, cho nên Tâm thực sự không biết chia sẻ sao các bạn cả. Cái này Tâm chia sẻ thật. Theo kinh nghiệm học tiếng Hoa và tiếng Pháp của Tâm đó chính là gì? Một lần nữa, chính là các bạn đừng ngại nói. Nếu mà các bạn tìm được một người nào mà nói cái ngôn ngữ các bạn đang học đó, các bạn hãy mạnh dạn dùng cái ngôn ngữ đó nói chuyện với họ. Thì như vậy dần dần các bạn sẽ phát triển được cái phản xạ của một ngôn ngữ. Giống
giống như lý do vì sao mình nói tiếng Việt tốt các bạn, bởi vì là mình nói hàng ngày đúng không? Thì bất kỳ ngôn ngữ nào cũng như vậy thôi, các bạn muốn tốt, các bạn muốn giao tiếp tốt, các bạn muốn phản xạ tốt thì các bạn hãy rèn luyện cái ngôn ngữ đó nhiều, các bạn hãy dùng ngôn ngữ đó nhiều và các bạn hãy nghe ngôn ngữ đó nhiều nè, nói ngôn ngữ đó nhiều. Ví dụ như vậy thì các bạn sẽ dần dần các bạn sẽ có một cái phản xạ tự nhiên cho cái ngôn ngữ đó. Tâm thấy có rất là nhiều bạn có một cách học chính là các bạn coi phim. Thì Tâm thấy coi phim là một cách rất là hay, bởi vì là coi phim á, các bạn sẽ nghe được những cái cuộc hội thoại đời thường. Thì như vậy các bạn sẽ dần dần các bạn sẽ có một cái phản xạ là ok, khi mà người ta nói như vậy thì mình trả lời như thế nào, thì là nó là một cái câu tự nhiên. Đúng khi mà mình học cái từ đầu đúng không, thì mình sẽ hay bị phân tích cái câu là ok, ngữ pháp như thế nào, chia thì ra sao, vân vân này nọ, thì nó sẽ rất là khó cho mình, bởi vì là mình không thể nào lúc nào mình cũng tập trung như mình phân tích mình chia cả. Khi mà các bạn coi phim nhiều á, các bạn sẽ biết ok, khi mà trả lời như vậy, cái nguyên cái câu nó là như vậy á, thì dần dần các bạn sẽ tự nhiên các bạn nhớ là ok, tự nhiên khi mà trả lời cái câu đó là các bạn phải dùng cái câu như vậy, và cái cách chia thì nó như vậy luôn. Thì dần dần các bạn sẽ quên luôn những cái gọi là kiến thức ngữ pháp mà mình phải bắt buộc mình nhớ, và nó sẽ là những cái gì nó rất là tự nhiên, và các bạn chỉ cần gọi là thốt ra những bản năng đó. Thêm nữa là khi mà các bạn học một ngôn ngữ, các bạn đừng có bị áp lực, các bạn hãy học, tức là vẫn phải siêng học nha. Nhưng khi các bạn học á, các bạn học với một cái tâm trạng, một cái tâm thế nó relax một chút xíu, nó thoải mái ra, và cứ gọi là mỗi ngày mình cố gắng một ít, thì như vậy tới một ngày các bạn sẽ thấy là ô, sao tự mình biết nhiều quá vậy, mà các bạn nhiều khi các bạn cũng không để ý được là vì sao mình có thể nhớ được nhiều như vậy luôn á. Và các bạn sẽ gọi là bấm cái nút mà nói á, nó cái cảm giác là cảm giác rất là sướng, bởi vì các bạn cảm thấy là cái thời gian các bạn bỏ ra nó xứng đáng. Chị Tâm ơi, em có thể nghe hiểu được 80% người ta nói gì nhưng em không biết nói sao ạ. Đó, thì một lần nữa đây là cái bản, đây là cái phản xạ ngôn ngữ. Tâm cũng vậy thôi, tiếng Hoa Tâm nó đỡ hơn, nhưng tiếng Pháp, ví dụ tiếng Pháp chẳng hạn, thì Tâm cũng ấp a úng hơn chút xíu, bởi vì nó cũng mới hơn, nhưng mà Tâm hiểu. Rất là nhiều người như vậy, đó chính là nghe thì nghe ok lắm á, mà tới khi mà cần nói thì nói không ra. Tâm nghĩ là một phần có thể là bởi vì là các bạn ngại nói. Bởi vì khi các bạn ngại nói thì các bạn sẽ không có phát triển được cái gọi là cái phản xạ để mà khi các bạn nói á. Một lần nữa là Tâm muốn nhấn mạnh đó chính là các bạn phải mạnh dạn lên, hãy tự tin giao tiếp với Tâm. Thì một ngày các bạn sẽ tự nhiên thấy là ok, thì cái phản xạ của mình nó tốt hơn rất là nhiều. Làm sao để mà phát âm như người bản ngữ, như người Mỹ, người Anh thực thụ á. Thì cái này Tâm chia sẻ thật với các bạn, mình là người Việt, chưa chắc gì mình đã nói được đúng chuẩn người Việt. Cho nên khi các bạn học một ngôn ngữ á, miễn làm sao các bạn có thể nói chuyện mà người đối diện hiểu các bạn là được rồi. Ví dụ như bây giờ Tâm nói tiếng Việt đây, chắc gì nó là tiếng chuẩn đâu các bạn. Và các bạn có biết điều này không? Đó chính là người Việt Nam mình nè, sử dụng ngữ pháp tiếng Việt và sử dụng từ ngữ tiếng Việt rất sai. Cái này không biết các bạn có ngạc nhiên không, nhưng mà tại vì là khi mà mình cứ sử dụng hàng ngày á, thì mình nghĩ nó đúng, và mình cũng không có phân tích ngữ pháp hay là cái gì cả, và mình nghĩ là mình nói đúng. Nhưng thật ra là để mà nói chuẩn ngữ pháp và dùng từ chuẩn của tiếng Việt á, người Việt mình dùng sai nhiều lắm á. Mình gọi là nghe quen nhau rồi và mình nói chuyện nó thành một cái bản năng rồi nên mình không để ý đến nữa. Các bạn Tây mà học tiếng Việt á, các bạn đó mới là nói đúng ngữ pháp tiếng Việt và dùng đúng từ ngữ tiếng Việt á. Còn mình là mình hay là sử dụng sai lắm đó. Cho nên là ngay cả cái tiếng Việt của mình còn chưa chắc mình sử dụng được đúng chính xác cái ngữ pháp, và cũng chưa chắc đã phát âm đúng cái chữ đó, thì làm sao mình có thể nói được ngôn ngữ khác mà giống người bản ngữ được. Cho nên Tâm nghĩ là các bạn làm sao mà học để mà người ta hiểu bạn nói cái gì là đã, Tâm thấy là đã rất là ok rồi. Đừng bị quá áp lực, ok, mình phải tập trung, mình phát âm cho đúng, cho giống người bản xứ. Em học hai ngôn ngữ cùng lúc nhưng hay bị lẫn lộn khi nói chuyện thì cách khắc phục như thế nào ạ? Học ba ngôn ngữ cùng lúc dễ bị lú không ạ? Chị có bị loạn ngoại ngữ khi học cùng nhiều ngoại ngữ chung một lúc không? Tâm có. Ngay cả khi ngày xưa mà Tâm chỉ có tiếng Việt và tiếng Anh không, Tâm còn đã lộn rồi, chứ đừng nói chi bây giờ có thêm tiếng Pháp và tiếng Hoa. Thì là bây giờ tiếng Anh với tiếng Việt của Tâm nó thành tự nhiên rồi, thì mình không bàn tới nha. Nhưng mà khi học tiếng Hoa và tiếng Pháp á, là Tâm bị lộn ngữ pháp của hai bên lại với nhau. Nhưng mà sau một thời gian Tâm học thì khi mà cái tiếng Pháp của Tâm nó tốt hơn, Tâm cảm thấy cái điều đó nó cũng bớt đi rồi. Có một thời gian các bạn, Tâm cứ vô ngồi học tiếng Hoa là Tâm nhớ tới tiếng Pháp, và Tâm ngồi học tiếng Pháp là Tâm nhớ tới tiếng Hoa. Cô tiếng Pháp hỏi Tâm cái gì Tâm cũng muốn trả lời là tuê hoặc là sư tở. Còn bên lúc mà cô tiếng Hoa hỏi thì Tâm lại muốn trả lời là quy. Nó bị, nó cũng có những lúc nó bị lộn như vậy. Nhưng mà sau một thời gian khi mà mình gọi là mình quen rồi á, mình cũng gọi là có khả năng mình bấm cái nút trong đầu mình, giống như là cái đèn điện các bạn, thì nó có những cái nút bạn bật on hay off á. Sau một thời gian thì Tâm cảm thấy là khi mà mình vô trong một cái khung giờ, ví dụ khung giờ tiếng Hoa, thì cái đầu Tâm nó sẽ chạy cái ngôn ngữ tiếng Hoa nhiều hơn. Và khi vào trong cái giờ tiếng Pháp thì Tâm thấy là cái đầu Tâm nó sẽ cố gắng tập trung vào tiếng Pháp nhiều hơn. Tiếng Anh và tiếng Việt cũng vậy. Đến bây giờ như luôn nha các bạn, khi mà Tâm đang nói một ngôn ngữ như vậy, Tâm đang nói tiếng Việt với các bạn nè, và bây giờ các bạn nói Tâm là nói một cái gì đó về tiếng Anh đi, là Tâm cũng cần mất một thời gian để Tâm có thể gọi là xoay cái đầu mình sang một ngôn ngữ khác á. Thì sau khi mà xoay thành công rồi á, thì Tâm có thể dùng cái ngôn ngữ đó rất là thành thục. Nhưng mà khi gọi là mới vừa đang nói một ngôn ngữ này mà chuyển liền á, là thế nào cũng ấp úng mà, bởi vì cái đầu mình nó chưa chạy kịp. Thì là học ngôn ngữ cũng như vậy thôi. Thì các bạn hãy cho bản thân mình thời gian để mà làm quen
cái ngôn ngữ dần dần thì từ từ là cái đầu của bạn nó sẽ có cái phản xạ và cái gọi là cái nút bấm của các bạn nó sẽ nhạy hơn. Chị thấy học tiếng Trung thì nên học như thế nào à? Có thể tự học được không? Một lần nữa Tâm nghĩ là bất kỳ cái gì cũng có thể tự học được, nhưng mà Tâm vẫn nghĩ là mình phải có thầy cô giáo. Thì khi các bạn tự học á, các bạn sẽ dễ bị lười lắm. Còn khi mà có thầy cô giáo mà thúc ép đằng sau á, thì mình sẽ siêng năng hơn, gọi là có kết quả tốt hơn. Mất bao lâu để đạt HSK2 hả? Tâm không nhớ, nhưng HSK2 thì thực ra là Tâm nghĩ cũng không có quá lâu đâu. Nếu các bạn học từ từ chắc có thể chắc 1-2 năm hả? Tâm không nhớ rõ lắm đâu nha, tại vì đã đạt quá lâu rồi. Nếu các bạn học nhanh thì chắc 5. Em thích tiếng Trung thì nên bắt đầu từ đâu ạ? Tâm nghĩ đầu tiên chính là các bạn cần phải xác định là mình muốn học như thế nào. Muốn học online hay là mặt đối mặt? Rồi các bạn muốn học 1-1 hay là học chung lớp? Cái mục đích học để làm gì? Bởi vì khi các bạn mục đích á, để dành cho những cái lúc mà các bạn cảm thấy nó khó quá, các bạn muốn bỏ cuộc á, các bạn hãy nhớ lại là lý do vì sao mình bắt đầu mình học cái ngôn ngữ này. Mình kích cái tinh thần mình lên để mình có thể mình cố gắng mình học tiếp. Chị học giáo trình Hán ngữ nào ạ? Hiện tại Tâm đang học chương trình HSK, Tâm đang học HSK 4. Theo Tâm thấy nha, bất kỳ ngôn ngữ nào các bạn nên đi học theo một cái kiểu mà học đi thi á. Lý do là bởi vì là khi các bạn học đi thi, ví dụ như Tâm đi, Tâm học tiếng Hoa và tiếng Pháp theo cái chương trình thi theo bằng á, thì lý do vì sao mình nên học theo bằng là bởi vì các bạn học như vậy các bạn sẽ nắm được là ok, mình đang ở level nào. Các bạn có một cái gọi là một cái lộ trình rõ ràng hơn. Còn khi các bạn cứ học bất kỳ quyển sách nào thì các bạn cũng không có nắm rõ lắm là mình đang ở trên cái lộ trình nào và mình đang ở level nào. Nó sẽ hơi khó để mà các bạn có thể xác định được. Nói chung là khi các bạn học theo cái phương pháp nào nó cũng có cái lợi và cũng có cái không lợi lắm. Thì ví dụ như khi các bạn học theo bằng chẳng hạn thì các bạn sẽ nắm được các cái lộ trình của mình, đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó thì nó sẽ có một cái vấn đề, chính là đôi khi các bạn sẽ hơi bị tập trung vào đi thi để được điểm cao, tập trung vào cái chuyện mà làm sao để đi thi cho tốt, chứ không phải là làm sao để mà mình học được cái ngôn ngữ tốt nhất. Khi các bạn học á, Tâm nghĩ là các bạn sẽ biết được cách cân bằng cái điều đó. Thì đó, Tâm muốn chia sẻ chính là học ngôn ngữ nào thì Tâm nghĩ là mình cũng nên có một cái mục tiêu là mình đi thi, để cái kỳ thi đó làm cho mình có một cái mục tiêu rõ ràng. Tâm thấy là ok, tháng sau Tâm đi thi rồi, thì có phải là ok bây giờ Tâm phải thúc đẩy bản thân để mà học trong vòng một tháng cho nó giỏi để mình đi thi không? Thì như vậy các bạn sẽ có một cái deadline cho bản thân mình. Thì học như vậy nó sẽ có cái áp lực cũng như là cái động lực tốt hơn là các bạn tự học không. Vừa rồi là những cái chia sẻ từ cái kinh nghiệm của Tâm khi mà học ngôn ngữ. Thì không biết là các bạn có những cái tip nào nữa hay không thì các bạn nhớ để lại comment cho Tâm biết nha. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên like video cho Tâm, bấm subscribe kênh Ngọc Tâm Official và bấm cái chuông để nhận thông báo khi Tâm ra video mới mỗi tuần nha. Cảm ơn các bạn.